Ok, xin chào bạn về Cao Bằng Yêu Channel. Và trong video ngày hôm nay thì nó sẽ là một cái video rất là ngắn thôi. Một cái video mình sẽ bóc một cái pack khá là cổ, đó là Deluxe Pack Kai 3. Cái pack này thì mình vô tình ra shop và nhìn thấy shop họ bán lẻ thôi. Đây vốn là một pack nằm trong cái sản phẩm Yugi and Kai 3 Collector Box. Một cái sản phẩm dành cho các bạn có sở thích gắn liền với bộ bài Yugi, bộ bài của Kai 3. Thì cái sản phẩm đấy nó bao gồm một cái deck starter deck của Yugi hoặc Kai 3 này, một cái promo card là Dark Maxion và Blue Eyes, và có 3 pack Kai 3 và pack Yugi. Nhưng mà do số bán lẻ nên mình đã mua được ở đây là 10 pack Deluxe Kai 3, thấy cũng khá là hay ho nên là mình quyết định mua cái pack này về bóc thử cho các bạn xem. Và không giải thích dài dòng thì mình sẽ bóc cho các bạn xem ngay bên trong chúng ta sẽ khám phá những cái gì. Tất nhiên là vì sản phẩm tên là Deluxe Pack Kai 3 nên là bên trong sẽ chỉ toàn là card của Kai 3 thôi. Nên là đối với những bạn mà là fan của chàng công tử con nhà giàu này thì đây sẽ là một cái pack mà các bạn mình nghĩ các bạn rất là nên bóc. Ok, pack đầu tiên này. Mình quay clip ngắn đây nên là mình đã để cái góc quay nó không được thực tế lắm, nó hơi bị thấp so với bình thường nên có thể tay của mình hơi to. Lot of D, đi với tất cả 3 thì đã được remake với template mới. Lot of D là vua rồng trong chuyện mà chúng ta đã từng biết. Quái vật rồng trên sân không thể bị target bởi spell check hoặc card effect. Vua rồng mà cái phép bỏ kê một vua rồng công thấp, công 1200 thủ 1001 và spellcaster. Ô quá hay, mình bốc lên cả vua rồng và tiếng sáo gọi rồng, bộ đôi trong chuyện huyền thoại mà Kai 3 vẫn hay dùng. Cho đặc biệt lên đến 2 quái vật rồng từ trên tay và yêu cầu là phải có lọt đi trên bàn để active cái lá bài này. Quá mạnh, theo gọi luôn hai con rồng trắng mắt xanh. Hay nhỉ, bóc tiểu hack ấy. Tiếp theo là một con không tên tuổi, quái vật một mắt thì phải. Mình không biết nên dịch con này là gì, nhìn chung là nhìn nó cũng ghê gớm. Đây là Ring of Defense, lá bài đối nghịch với Ring of Destruction thì phải. Theo như mình biết, khi một trap effect active và inflict damage thì chuyển cái sức chuyển cái sát thương đó về không. Một lá spell cũng khá là huyền thoại của Kai 3 chúng ta đã biết trong chuyện. Cuối cùng là Paladin of White Dragon, một kỵ sĩ cưỡi rồng trắng rất là đẹp. Ok, pack thứ hai. Tiếp tục là tiếng sáo gọi rồng, là bài thứ hai lại là tiếng sáo gọi rồng. Ồ, cỗ máy chữ X. Vampire Lord. Wow, con này là con rare, thế thì con ở dưới chắc chắn là con foil. Ồ, mình đã nhìn thấy ulti rồi các bạn ạ. Ulti ultimate này đúng không? Đấy, ultimate này. Hồi hộp quá không biết nó là cái gì. Wow, vâng, thưa các bạn, chỉ ngay pack thứ hai thôi, pack thứ hai mình đã có ngay là Ring of Jackson. Đây cũng là một lá cháp rất là huyền thoại của Kai 3. Vâng, nó là ultimate, xuất xứ từ EU các bạn ạ. Mình đã ngửi thấy mùi thơm ngát. Quá hay, mình đã có được lá bài ulti trong một cái pack từ một cái sản phẩm mà dành cho các bạn fan của Kai 3. Pack tiếp theo, không biết có may mắn như thế không. Là một collector thì mình
đang rất là hứng thú với các lá bài ulti trong cái set này, bởi vì mình mới chỉ có Power Grid thôi, mà cái set này là có đến 5 con ulti, Source Talker, Lord of D, lại là vua rồng, Cloning, lá bài nhân bản của Kaiba thì phải, mình đã từng nhìn thấy con này trong chuyện rồi, nếu như mà mình nhớ không nhầm. Đây là con Common, còn dưới chắc là con Rare. Đây là cỗ máy di chuyển tức thời của Kaiba. Nó hình thức hóa trong chuyện thì là cái khi mà Kaiba lật cái con Charm này lên thì cỗ máy nó sẽ xuất hiện và đổi chỗ cho một quái thú khác đang bị tấn công. Thế là cái con quái tấn công của bên đối phương sẽ tấn công vào cỗ máy này, còn con quái của Kaiba thì lành lặn. Và ra ngoài đời thì nó sẽ có effect là chọn một phép master bạn điều khiển và banish nó đến end phase. Đây là Kaiser Seahorse. Con này có thể coi như hai chiêu cho chiêu summon của quái vật thể lai, chứ còn để chiêu Blue Eyes rất hay. Ok, bài thứ tư. Cỗ máy chữ Y. And Great Battle of nhìn sâu quá hai đạo effect Ring of Defense và Vampire Lock. Tiếp tục Ancient Lamp, tiếp tục là con Oz này, cỗ máy di chuyển tức thời. Là con Common, Source Talker, sao sẽ còn rẻ. Different Dimension Dragon, con này không thể bị ép cho bởi Spell Trap Effect. Con này không thể bị ép cho bởi Spell Trap Effect nào mà không target nó. Con này không thể bị nhét trò bắt tổ với quái vật sức tấn công 1900 hoặc thấp hơn. Mốt con này là level 5, không mạnh lắm. Chỉ với mấy pack rồi, chỉ với 5 pack mình đã tìm được một con ulti, không biết là có may mắn lần thứ hai không. Man, quái vật một mắt. Tiếng sao gọi rồng mình đã có phải đến 4 con tiếng sao gọi rồng rồi. Đen thần. Và đây là Kaiser Glider. Không thể ít trôi battle với quái vật cùng sức tương công với nó. Và khi này bị ít trôi và gửi xuống mộ thì chọn một quái trên sân, đi tương quái đó về tay. Và con này là level 6. Và những quái nghe liên quan đến Metal Pack. Pack thứ đây là pack thứ 6. Pack thứ 7. Rồi. Cloning. Quái vật một mắt. Judgment. Lại là cặp re. Xem con đằng sau là con gì. Còn sau là chắc là super. Là sao tại mình không nhìn thấy cái vân ulti ở dưới cạnh. Đây là Exist Dragon Cannon. Đây là quái thú kết hợp bộ ba X, Y, Z của Kaiba. Nhìn nó khá là ngầu các bạn ạ. Nó tương với cỗ máy ADC mà chúng ta đã biết. Nếu như các bạn chơi meta ấy thì quái thú X, Y, Z cũng y hệt như thế, cũng kết hợp từ ba cỗ máy. Nhìn nó rất là ngầu. Super rare. Ok, mình đã có một super và một ulti. Tiếng sao gọi rồng.
White Dragon Ritual. Phải Ritual ra Paladin là White Dragon đây. Cỗ máy chữ Y. Battle Ox là con cuối cùng sẽ là con rare rồi. Ồ, một pack có cả con Ritual lẫn con Spell Ritual ra nó luôn. Nhìn khá đẹp mà tôi không có foil nên mình đã không sưu tập con này. Ok. And Great Battle Ox. Đền thần. Familiar Knight. Cái mới nhìn thấy lần đầu trong 10 bách này. Khi con này bị đeo cho battle và gửi xuống mộ thì mỗi người chơi có thể trở lại về một level 4 monster từ hand. Khá là hay. Wario nhìn rất đẹp. Rootman. À, con sau là con rare rồi. Kaiser Seahorse. Ok, pack cuối cùng này. Cỗ máy chữ X. Vua rồng. Cloning. Ồ, Toothman. Con cuối cùng là con rare rồi. Paladin và White Dragon. Ok, và cùng nhìn lại trong 10 pack thì mình đã có một Different Dimension Dragon, có hai Kaiser Seahorse, có hai Kaiser Glider, hai Vampire Lord và ba Paladin of White Dragon là các lá bài rare, pack nào cũng có. Các lá common thì rất là nhiều. Tiếng sau cái rồng chắc là nhiều nhất. Hoặc là có những con như kiểu Ring of Defense. Đấy. Nhìn thấy rất nhiều Ring of Defense luôn, cloning đấy. Rất nhiều. Và trong 10 pack thì đây là những gì mà mình đã thu hoạch được. Rất là hay, mình đã có cỗ máy XYZ của cái 3 và Ring of Destruction Ultimate. Lai thì là lá của mình thì không phải lá cây 3 đâu. Nên mình sẽ nhét ngay lá bài này vào boom. Và ngày mai mình sẽ tiếp tục tới shop để đi mua cái pack này về để tìm tiếp các lá bài Ultimate còn lại. Các bạn hãy nhớ đây là sản phẩm Duty Spec cây 3 nha. Có thể bán được bán rất nhiều tại các shop ở Việt Nam rồi. Ok, và mình sẽ kết thúc cái video clip này tại đây. Và xin chào tạm biệt các bạn.